Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị để khám phá về một loài động vật kỳ diệu, con kỳ đà. Con kỳ đà không chỉ có hình dáng độc đáo mà còn mang theo những câu chuyện tuyệt vời về sự phiêu lưu và sự bền bỉ. Hãy cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về con kỳ đà nhé. Con kỳ đà có hình dáng lạ mắt với cơ thể dẹp và chân dài. Chúng có 4 chân, mỗi chân 5 ngón. Chúng thường có màu sắc khác nhau như xanh, đen, nâu hoặc vàng, tùy thuộc vào loài và môi trường sống. Kỳ đà có thể sống đến 70 năm, là một trong những loài động vật có tuổi thọ lâu nhất trên trái đất. Chúng phát triển chậm và không ngừng lớn trong suốt cuộc đời. Kỳ đà có tài nhịn ăn lâu ngày chừng một vài tuần không chết và trông nó vẫn khỏe mạnh, bình thường. Kỳ đà là động vật hoang dã, tính nhát, sống cách biệt với con người, chui rúc lẩn trốn trong rừng, trong núi, trong bụi bờ, trong mảng cỏ rậm hay vùng nước ngọt như sông, hồ hoặc đầm lầy. Chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm nên ít khi chúng ta gặp. Chúng cũng có thể xuất hiện trong môi trường nước mặn. Một trong những đặc điểm độc đáo của kỳ đà là khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình. Chúng có thể thay đổi nhiệt độ cơ thể để thích ứng với môi trường xung quanh. Tuy là động vật sống trên cạn, nhưng kỳ đà có tài bơi rất giỏi. Việc lội băng ngang qua sông suối, kênh rạch từ bờ này sang bờ bên kia là chuyện đơn giản với kỳ đà. Kỳ đà là loài ăn côn trùng và động vật nhỏ, nhưng chúng cũng có thể ăn cỏ và thảo mộc. Ban ngày, chúng nằm im trong hang ổ để ngủ một giấc dài không màng đến chuyện ăn uống. Chỉ khi bên ngoài trời chập choạng tối kỳ đà mới rời tổ để kiếm mồi và đến mờ sáng mới trở về nơi ở. Kỳ đà thuộc loại bò sát nhưng chúng lại có biệt tài, bò hay chạy giỏi và leo trèo rất tài tình. Trông dáng con vật dài thượt và nặng nề như vậy, nhưng khi sục sạo tìm mồi nó bò rất nhanh nhẹn. Mặc dù kỳ đà có thể trải qua những chuyến phiêu lưu dài, nhưng chúng đang đối mặt với nhiều thách thức từ việc mất môi trường sống đến nguy cơ bị săn bắt bởi con người. Để kẻ thù và con mồi khó phát hiện ra mình, kỳ đà được trời phú cho cái tài ngụy trang một cách tài tình và khéo léo bằng cách thay đổi màu da trên khắp mình nó hợp với màu sắc môi trường chung quanh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Kỳ đà thường xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và văn hóa dân gian. Trong một số nền văn hóa, chúng thường được coi là biểu tượng của sự bền bỉ và sức mạnh. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá về con kỳ đà, một loài động vật đầy thú vị và có sức sống mãnh liệt. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những hiểu biết mới và niềm yêu thích đối với tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.